Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn cuộc chiến tranh Việt Nam những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Quân giải phóng siết chặt vòng vây quanh Sài Gòn. Trích hồi ký hành quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, Sư đoàn 3 bộ binh giữ bà Diệ. Sư đoàn 3 bộ binh và Lữ đoàn một dù bảo vệ bà Diệ và quốc lộ 15. Tại khu vực Phước Tuy, Vũng Tàu, Thiếu tướng Bùi Thế Lân, Tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến được cử làm tổng trấn Vũng Tàu sư đoàn 3 bộ binh gồm cả số quân sĩ từ sư đoàn một bộ binh nhập lại chỉ còn hơn 1.000 người tạm thành lập được 2 tiểu đoàn một tiểu đoàn cho trung đoàn 2 bộ binh và một tiểu đoàn cho trung đoàn 56 bộ binh ngày 24 tháng 4 năm 1975 sư đoàn 3 bộ binh được giao trách nhiệm phòng thủ khu vực Bà Diệ Vũng Tàu với lực lượng tăng cường gồm một chi đoàn thiết vận xa tri đoàn 2 của thiết đoàn 15 và lữ đoàn 1 dù. Theo lời của thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh thì quân số của các tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 1 dù ở mức thấp, mỗi tiểu đoàn chỉ còn khoảng trên dưới 400 quân sĩ. Tái phối trí lực lượng tại các phòng tuyến quanh Sài Gòn. Sau 2 ngày nghỉ ngơi dưỡng quân để chỉnh đốn đội ngũ, ngày 24 tháng 4 năm 1975 sư đoàn 18 bộ binh được giao trách nhiệm phòng thủ khu vực Đông Nam Biên Hòa và tuyến phía đông thủ đô Sài Gòn. Phòng tuyến này trải từ tổng kho Long Bình đến kho đạn thành Tuy Hạ, tiếp giáp với phòng tuyến của lực lượng dù, trường thiết giáp và trường bộ binh. Ngày 25 tháng 4 năm 1975, trận chiến Bình Dương. Giao tranh ở phòng tuyến Bình Dương. Tại khu vực trách nhiệm của sư đoàn 5 bộ binh, cộng quân gia tăng áp lực tại Phú Giáo, Tân Uyên nằm về phía đông nam tỉnh Bình Dương. Các đơn vị địa phương quân và nghĩa quân tại đây đã bị các trung đoàn cộng quân của khu miền Đông tấn công liên tục, cuối cùng phải rời bỏ phòng tuyến. Tại Biến Sắn, cộng quân điều động sư đoàn có bí số công trường 7 và hai trung đoàn cơ động áp sát tuyến phòng thủ của sư đoàn 5 bộ binh. Cộng quân muốn chọc thủng mặt đông của tỉnh Bình Dương và mặt tây của tỉnh Biên Hòa để tiến về Sài Gòn. Tuyến phòng thủ Long An Tại mặt trận Long An, sư đoàn 22 bộ binh vừa được tái tổ chức sau khi từ Bình Định rút vào Nam, được giao nhiệm vụ phòng thủ vòng đai thị xã Long An và khu vực từ Tân An về Sài Gòn. Các đơn vị của Sư đoàn 22 bộ binh được đặt thuộc quyền điều động của biệt khu thủ đô do Trung tướng Nguyễn Văn Minh làm tư lệnh. Trước tháng 4 năm 1975, chiến trường Long An do quân đoàn 3 và quân khu 3 trách nhiệm và biệt khu thủ đô, gồm Sài Gòn và tỉnh Gia Định, chịu sự chỉ huy tổng quát của Bộ Tư lệnh quân khu 3. Từ tháng 4 năm 1975, biệt khu thủ đô chịu trách nhiệm cả Long An. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, kịch chiến ở Bà Rịa. Cộng quân tấn công thị xã Bà Rịa. Vào 6 giờ chiều ngày 26 tháng 4 năm 1975, mặt trận Phước Tuy bắt đầu sôi động trở lại. Cộng quân pháo kích vào thị xã Bà Rịa, bộ chỉ huy tiểu khu Phước Tuy, tư dinh tỉnh trưởng, trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp. Trận mưa pháo kích kéo dài 3 tiếng toàn bộ hệ thống điện trong thị xã Bà Rịa đều bị hư hại. Khoảng 10 giờ đêm, Cộng quân tổ chức tấn công theo ba mũi và tỉnh lỵ. Hai mũi do bộ binh và thiết giáp Cộng sản Bắc Việt phối hợp đánh vào trung tâm tiếp vận tiểu khu và tư dinh tỉnh trưởng, một mũi vào khu vực dọc theo xa lộ mới ở phía nam thị xã Bà Rịa. Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh, kiêm tư lệnh mặt trận Bà Rịa, điều động một tiểu đoàn dù và đặt đơn vị này thuộc quyền chỉ huy của tỉnh trưởng tiểu khu Trưởng Phước Tuy để tổ chức các cuộc phản công đánh đuổi cộng quân ra khỏi trung tâm thị xã. Tiểu đoàn dù đã bắn cháy 5 chiến xa cộng quân ngay trong đêm ngày 26 tháng 4 năm 1975. Cộng quân tấn công Long Thành. Tại Long Thành, tối 26 tháng 4 năm 1975, cộng quân tấn công vào trường thiết giáp, chiếm quận lỵ Long Thành và cắt đứt quốc lộ 15 nối liền Vũng Tàu và Sài Gòn. Cũng trong ngày 26 tháng 4 năm 1975, một tiểu đoàn đặc công cộng quân đánh chiếm cầu xe lửa về hướng Tây Nam thành phố Biên Hòa, trong khi đại bác của các đơn vị pháo binh cộng quân bắn phá vào căn cứ không quân Biên Hòa. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, bầu Tân Tổng thống Quốc hội Việt Nam Cộng hòa họp khẩn xét hai đề nghị của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Hương về chức vụ Tổng thống và Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa. Sáng ngày 27 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Trần Văn Hương đã mở cuộc họp đặc biệt tại Tư Dinh với thành phần tham dự gồm các ông Trần Văn Linh, Chủ tịch Tối cao Pháp viện, Trần Văn Lắm, Chủ tịch Thượng viện, Phạm Văn Út, Chủ tịch Hạ viện, cựu Trung tướng Trần Văn Đôn, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đã từ chức từ ngày 23 tháng 4 năm 1975 và một phụ tá tư pháp của Tổng thống. Tại cuộc họp này, Tổng thống Trần Văn Hương nhắc lại hai biện pháp mà ông đã đề nghị trong phiên họp với Quốc hội ngày 26 tháng 4 năm 1975. Thứ một, giao cho Tổng thống đương nhiệm toàn quyền chỉ định một Thủ tướng toàn quyền. Thứ hai, bầu ông Dương Văn Minh làm Tổng thống. Theo lời kể của cựu Trung tướng Trần Văn Đôn ghi lại trong cuốn Việt Nam Nhân chứng, trong phiên họp sáng ngày 27 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Trần Văn Hương trình bày diễn tiến cuộc họp riêng với ông Dương Văn Minh và cho biết ông có mời ông Minh làm thủ tướng toàn quyền nhưng ông Minh không nhận mà yêu cầu ông phải từ chức, giao chức vụ tổng thống cho ông Minh để ông Minh có toàn quyền nói chuyện với Việt Cộng. Chiều ngày 27 tháng 4 năm 1975, Tổng trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn cầm đầu một phái đoàn gồm nhiều tướng lãnh trong Bộ Tổng tham mưu và vị tư lệnh biệt khu thủ đô đến tham dự cuộc họp đặc biệt của lưỡng viện Quốc hội. Phái đoàn của Tổng trưởng Quốc phòng đến trước và khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày này thì có 138 nghị sĩ dân biểu hiện diện. Tổng trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn tóm tắt tình hình quân sự, Sài Gòn đang bị bao vây bởi 15 sư đoàn cộng sản Bắc Việt, đặt dưới quyền của ba quân đoàn cộng sản Bắc Việt. Quốc lộ Sài Gòn, Vũng Tàu bị cắt đứt và cộng quân đang tiến về Long Bình. Đến 8 giờ 20 phút ngày 27 tháng 4 năm 1975, Đại hội đồng lưỡng viện Quốc hội bỏ phiếu, 136 phiếu thuận hai phiếu chống, chấp thuận trao chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cho ông Dương Văn Minh. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trần Văn Hương và cựu Đại tướng Dương Văn Minh. Như đã trình bày, sau khi Tổng thống Thiệu từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tòa Đại sứ Pháp đã nhảy vào chính trường Việt Nam. Cố vấn chính trị của Sứ quán Pháp là ông Brochan đã gặp tướng Trần Văn Đôn, lúc bấy giờ là Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng. Ông Bô Chan đã cho tướng Đôn biết sứ quán Pháp có liên lạc với Hà Nội và nhấn mạnh rằng nếu có thương thuyết thì cộng sản chỉ thương thuyết với ông Dương Văn Minh mà thôi. Ông Bô Chan cũng cho là ông Dương Văn Minh cần sự hợp tác của tướng Trần Văn Đôn. Theo sự sắp xếp trung gian của cựu trung tướng Trần Văn Đôn và cựu thủ tướng Trần Thiện Khiêm, 10 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 1975, cựu đại tướng Dương Văn Minh đã đến gặp Tổng thống Trần Văn Hương tại Tư Dinh của đại tướng Khiêm trong bộ Tổng Tham mưu. Tiếp đó, vào buổi trưa, cựu trung tướng đôn cũng đến nhà đại tướng Khiêm để tìm hiểu tình hình. Ông đã gặp bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, cựu phó thủ tướng và Nguyễn Văn Hảo. Phó thủ tướng kiêm tổng trưởng canh nông của nội các Nguyễn Bá Cẩn. Nội các này từ chức ngày 23 tháng 4 năm 1975 và được yêu cầu xử lý thường vụ trong khi chờ nội các mới. Tại cuộc gặp này, các nhân vật trên đã nói là cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa tổng thống Trần Văn Hương và ông Dương Văn Minh đã thất bại vì ông Minh từ chối ghế thủ tướng toàn quyền. Trước tình hình như thế, đại tướng Khiêm đề nghị cựu trung tướng Đôn nên nhận chức vụ thủ tướng để thương thuyết. Cựu tướng Đôn đã kể cho đại tướng Khiêm nghe lời của ông Brochan là Pháp đã liên lạc với Cộng sản Hà Nội và phía Cộng sản chỉ muốn nói chuyện với ông Minh mà thôi. Sau đó cựu trung tướng Đôn đến thẳng tòa đại sứ Pháp các viên chức cao cấp sứ quán này lặp lại ý kiến trên và cho biết thêm rằng, Cộng sản chờ đến ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 1975, nếu không tiến triển gì thì Cộng quân sẽ pháo kích vào Sài Gòn. Theo lời kể của cựu Trung tướng Đôn, sau khi nghe tin này, ông lo ngại cho dân chúng sống chen trúc trong thành phố bị trúng đạn pháo của Cộng quân bắn bừa bãi. Nên ông hứa sẽ cố gắng dàn xếp để tìm một giải pháp tạm thời. Chiều hôm đó, Đại tướng Khiêm điện thoại cho Cựu tướng Đôn biết là Tổng thống Trần Văn Hương sẽ chỉ định ông Nguyễn Ngọc Huy làm thủ tướng. Theo đại tướng Khiêm, ông Huy là người chống cộng triệt để nên khó có thể hòa giải được. Cựu trung tướng Đôn điện thoại báo cho Cựu đại tướng Minh, ông Minh mời Cựu trung tướng Đôn lại nhà để bàn tính tìm một giải pháp. Lúc 5 giờ 45 phút ngày 24 tháng 4 năm 1975, Cựu trung tướng Đôn vào dinh độc lập thì gặp ông Nguyễn Ngọc Huy đang nói chuyện với ông Nguyễn Xuân Phong quốc vụ khanh đặc trách hòa đàm từ pháp mới về vừa lúc đó đại sứ ma ừn từ trong văn phòng tổng thống trần văn hương đi ra cựu trung tướng đôn hỏi đại sứ mỹ là có phải tổng thống hương chỉ định ông huy làm thủ tướng hay không nhưng ông ma ừn đã trả lời là không có chuyện đó thế nhưng sau đó đại tướng khiêm vào gặp tổng thống hương và ra báo cho cựu trung tướng đôn biết là ông hương sẽ chỉ định ông huy làm thủ tướng đến lượt ông huy vào gặp tổng thống hương cuối cùng là tổng trưởng quốc phòng trần văn đôn và đại tướng viên vào trình bày cho tổng thống hương tình hình quân sự cộng quân đang tiến sát vòng đai sài gòn vũ khí quân dụng đạn dược thiếu tinh thần chiến đấu của binh sĩ xa suốt nghe xong phần trình bày tổng thống hương nhìn đại tướng viên và nói ông sẽ tổng tư lệnh quân đội tổng thống hương nói tiếp rằng ông sẽ chia sẻ với số phận của anh em quân nhân trên các chiến trường nghĩa là ông sẽ chết cùng với anh em binh sĩ trước khi rời dinh độc lập cựu trung tướng đôn nói với tổng thống hương cụ nghiên cứu lại vì bên kia họ chỉ muốn nói chuyện với ông minh mà thôi 8 giờ tối hôm đó cựu trung tướng đôn trở lại nhà ông dương văn minh và thấy một số nhân vật ở đây ông nguyễn văn huyền cựu chủ tịch thượng nghị viện giáo sư vũ văn mẫu và ông brochan cố vấn chính trị sứ quán pháp cựu tướng đôn giải thích với ông dương văn minh ông hương vừa mới lên mà yêu cầu ông từ chức thì cũng khó xử cho ông ấy hơn nữa còn hiến pháp còn quốc hội. Ý kiến của cựu trung tướng Đôn chỉ có ông Huyền đồng ý, còn ông Minh và ông Mẫu thì cho rằng ông Hương chỉ hoãn như vậy nhưng thế nào rồi cũng chấp thuận. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gặp cựu trung tướng Trần Văn Đôn lần cuối cùng. 8 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 1975, cựu tổng thống Thiệu điện thoại cho cựu trung tướng Đôn ngỏ ý muốn gặp ông tại dinh độc lập sau khi từ chức. Cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn ở trong dinh này để nhờ lấy giúp cho bạn của ông một giấy chiếu khán đi ngoài quốc. Khi cựu trung tướng Đôn và Dinh độc lập, cựu tổng thống thiệu cho biết là ông đã hiểu rõ diễn biến. Câu chuyện nửa chừng thì cựu tổng thống thiệu điện thoại cho tổng thống Hương và nói nếu ông Dương Văn Minh không chịu làm thủ tướng toàn quyền thì cụ tìm một người khác có thể thương thuyết với bên kia và người đó theo tôi là ông Đôn. Để điện thoại xuống, cựu tổng thống thiệu nói với ông Đôn theo tôi ngoài ông Minh ra ông là người có thể nhận trách nhiệm này. Tôi đang nghĩ đến ông từ năm 1973. Tôi đã biết ông từng tiếp xúc nhiều giới chức. Ông có uy tín trong giới chính trị và quân đội. Nhưng tôi không thay đổi lập trường chống cộng triệt để của tôi nên không thể ngồi chung với cộng sản. Nếu chịu thương thuyết tôi đã mời ông làm thủ tướng từ năm 1973 rồi. Nhưng ngày nay thì tôi đề nghị với ông Hương mời ông làm việc. Cựu trung tướng đôn hỏi lại cựu tổng thống Thiệu, ông có nghĩ là bây giờ đã trễ không? Ông Thiệu im lặng không đáp. Trước khi tử giã, cựu trung tướng đôn nhìn thẳng cựu tổng thống thiệu, rồi nói, còn phần ông, chừng nào ông đi. Tôi biết Mỹ không muốn chuyện xảy ra như ông Diệm. Xung quanh ông đang bỏ ông nhất là khi nghe có tân thủ tướng và chính phủ mới. Ông phải đi cho nhanh. Nếu tôi làm thủ tướng, nội các của tôi cũng sẽ đòi bắt ông và tôi làm theo. Từ biệt cựu tổng thống thiệu, cựu trung tướng đôn ghé nhiều nơi để trao đổi ý kiến với một số yếu nhân và sau đó trở về nhà. Đến nhà, Cựu trung tướng Đôn được biết cựu tổng thống Thiệu điện thoại cho ông mấy lần và có để lại số điện thoại. Cựu tướng Đôn gọi lại thì cựu tổng thống Thiệu nói lời từ giã với cựu tướng Đôn, chúc anh thành công và cảm ơn anh. Cựu tướng Đôn nhắc lại những gì đã nói khi gặp cựu tổng thống Thiệu và nói, ông đừng quên những gì tôi đã nói hồi sáng, nghĩa là ông phải ra đi. Sau đó Cựu tướng Đôn được báo là người Mỹ đã giúp cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cựu thủ tướng Trần Thiện Khiêm và cả gia đình hai vị này rời khỏi Việt Nam bằng máy bay đặc biệt đến Đài Bắc, thủ đô Đài Loan. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, Tân Cảng Sài Gòn. Cộng quân bị tổn thất nặng trong cuộc tấn công vào khu Tân Cảng Sài Gòn. Sáng ngày 27 tháng 4 năm 1975, tình hình thủ đô Sài Gòn đã trở nên sôi động khi Cộng quân bắt đầu pháo kích vào vòng đai phi trường Tân Sơn nhất. Tiếp đó, một đơn vị đặc công Cộng sản Bắc Việt đã tấn công cầu xa lộ Tân Cảng và cầu xa lộ Biên Hòa. Lực lượng bộ chiến của biệt khu thủ đô đã được điều động khẩn cấp để giải tỏa áp lực địch. Đến chiều ngày 27 tháng 4 năm 1975, Cộng quân phải rút lui sau khi bị tổn thất nặng. Kịch chiến tại Bà Diện, Nhơn Trạch, Tràng Bom, dạng sáng ngày 27 tháng 4 năm 1975, tại Bà Rịa, lực lượng nhảy dù đã quét cộng quân ra khỏi tỉnh lỵ. Để ngăn chặn các đợt tấn công kế tiếp của cộng quân, Bộ Chỉ huy Lữ đoàn một nhảy dù tăng thêm quân phòng thủ bên ngoài thị xã. Khoảng 8 giờ sáng, cộng quân điều động hai trung đoàn bộ binh và khoảng 30 chiến xa từ hai hướng mở đợt tấn công thứ hai vào thị xã Bà Rịa. Lữ đoàn một nhảy dù đã chống trả quyết liệt gây thiệt hại nặng cho cộng quân vào 2 giờ chiều ngày 27 tháng 4 năm 1975, Lữ đoàn 1 nhảy dù được lệnh rút khỏi bà Diệ và về phòng thủ tuyến cỏ may, nằm trên đường bà Diệ, Vũng Tàu. Cùng trong buổi chiều ngày 27 tháng 4 năm 1975, một đơn vị công binh thủy quân lục chiến được điều động đến để giật sập cầu cỏ may, hòng ngăn trận cộng quân tràn qua. Cũng trong ngày 27 tháng 4 năm 1975, Cộng quân điều động bộ binh và thiết giáp tiến đến gần liên tỉnh lộ 25, và nhắm quận lỵ nhân trạch một đơn vị cộng sản bắc việt đánh chiếm các đồn địa phương quân và nghĩa quân dọc trên đường tiến quân khu vực trảng bom do một đơn vị của sư đoàn 18 bộ binh phụ trách đã bị cộng quân pháo liên tục ngày 28 tháng 4 năm 1975 tướng minh nhận chức tổng thống trần văn hương từ chức trao quyền cho ông dương văn minh trong khi cộng quân áp lực nặng quanh vòng đai thủ đô sài gòn thì một sự kiện trọng đại đã xảy ra trong ngày 28 tháng 4 năm 1975. Tổng thống Trần Văn Hương từ chức, trao quyền nguyên thủ quốc gia cho ông Dương Văn Minh, cựu đại tướng. Lễ bản giao diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975. Trong buổi lễ này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cử Trung tướng Trần Văn Minh, tư lệnh không quân và Trung tướng Đồng Văn Khuyên tham mưu trưởng liên quân thay mặt đại tướng Cao Văn Viên đến dự lễ trước khi bước xuống bục để nhường cho ông Dương Văn Minh đọc diễn văn nhận chức. Tổng thống Trần Văn Hương đã công bố xác lệnh giải nhiệm Đại tướng Cao Văn Viên khỏi chức vụ Tổng tham mưu trưởng, theo nguyện vọng của Đại tướng Viên. Sau nghi lễ nhận chức, ông Dương Văn Minh đã giới thiệu ông Nguyễn Văn Huyền làm Phó Tổng thống và ông Vũ Văn Mẫu làm Thủ tướng. Tướng Trần Văn Đôn kể lại những biến cố, sự kiện trong ngày 28 tháng 4 năm 1975. Theo lời kể của cựu Trung tướng Trần Văn Đôn ghi lại trong Việt Nam Nhân Chứng, trong buổi lễ bàn giao, ông Dương Văn Minh đã trầm tĩnh đọc bản tuyên bố đường lối của mình là sẽ chấm dứt chiến tranh bằng cách thương thuyết và hòa giải với mặt trận giải phóng miền Nam. Vào 6 giờ chiều, cuộc lễ xong, ông Minh tiễn cụ Trần Văn Hương ra cổng. Nhà của cựu Trung tướng Trần Văn Đôn ở gần dinh độc lập nên chỉ vài phút sau ông đã về đến nhà, lại nghe tiếng nổ âm âm, súng bắn lung tung, phi cơ bay. Trên dinh độc lập, nửa giờ sau, tiếng súng ngưng nổ, tiếng động cơ máy bay nhỏ dần rồi im lặng. Tướng Đôn điện thoại cho Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Không quân thì được báo cáo có 3 phi cơ của Không quân Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ lại ở Đà Nẵng. Và Việt Cộng đã sử dụng để bay vào Sài Gòn dội bom. Hai phản lực cơ F-5 của Không quân đã bay lên nghinh chiến đuổi 3 phi cơ này. Tài liệu của Đại tướng Cao Văn Viên cho biết, 3 phi cơ tham gia cuộc dội bom là phản lực cơ A-37 cũng theo lời kể của cựu trung tướng Trần Văn Đôn, trước lễ bàn giao chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa diễn ra vào buổi chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975. Thì vào 8 giờ sáng ngày 28 tháng 4, cựu trung tướng Đôn đã đến văn phòng Tổng tham mưu trưởng như thường lệ gặp đại tướng Cao Văn Viên để theo dõi tình hình quân sự. Theo tài liệu ghi trong Quân sử Việt Nam Cộng hòa, vào năm 1955, ông Trần Văn Đôn là thiếu tướng Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu, ông Cao Văn Viên là thiếu tá giữ chức vụ trưởng phòng bốn bộ tổng tham mưu trong cuộc gặp nói trên tướng viên nhắc với tướng đôn rằng tổng thống trần văn hương đã ký xác lệnh cho ông nghỉ do đó ông yêu cầu tướng đôn với chức danh là tổng trưởng quốc phòng cử người thay thế ngay lúc đó có điện thoại của ông dương văn minh gọi cho tướng đôn dặn ông cố gắng giữ tướng viên ở lại chức vụ tổng tham mưu trưởng đừng cho tướng viên đi trước sự việc như thế Tổng trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn không biết xử sự, sự làm sao vì tướng Viên đã được tổng thống Trần Văn Hương cho nghỉ, sắc lệnh này được tổng thống Trần Văn Hương công bố vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975. Tướng Đôn hỏi tướng Viên: "Nếu anh đi thì theo anh ai sẽ thay thế được?" Tướng Viên không trả lời thẳng mà hỏi lại tướng Đôn: "Anh sẽ làm gì?" Tướng Đôn trả lời: "Tôi cũng chưa quyết định." Mấy ngày trước ông Minh và ông Mẫu muốn tôi tiếp tục giữ ghế Tổng trưởng Quốc phòng nhưng tôi chưa trả lời. Nay ông Minh cho tôi biết Hà Nội không muốn có người nào trong nội các cũ ở lại trong nội các mới. Về lại văn phòng, tướng Đôn nhận được điện thoại của ông Dương Văn Minh hủy bỏ sắc lệnh mà tổng thống Trần Văn Hương đã ký cho phép tướng viên nghỉ giải hạn không lương. Nhưng sắc lệnh đó tổng thống Trần Văn Hương đã ký trước khi bàn giao chức vụ tổng thống chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa vào những ngày cuối tháng 4. Về chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa như đã trình bày, sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức vào tối 21 tháng 4 năm 1975 và sau cuộc rút quân khỏi Xuân Lộc, Đại tướng Cao Văn Viên không còn thiết tha với chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa, trong khi đó, tân Tổng thống Trần Văn Hương lại muốn bổ nhiệm Đại tướng Cao Văn Viên làm Tổng tư lệnh quân đội với đầy đủ quyền hạn so với chức vụ tổng tham mưu trưởng mà đại tướng Viên đã nắm giữ từ tháng 10 năm 1965. Thế nhưng, đại tướng Cao Văn Viên đã trình xin tổng thống Trần Văn Hương cho ông được giải nhiệm. Tổng thống Trần Văn Hương không đồng ý và yêu cầu đại tướng Viên tiếp tục giữ chức vụ. Chỉ đến khi tổng thống Trần Hương trao quyền cho ông Dương Văn Minh thì đại tướng Viên mới nhận được quyết định giải nhiệm. Kể lại chuyện này, đại tướng Cao Văn Viên ghi trong hồi ký như sau: Trước khi tổng thống Hương bước xuống Tổng thống đưa ra một sắc lệnh giải nhiệm tôi khỏi chức vụ Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu. Đến khi tân Tổng thống, cựu Đại tướng Dương Văn Minh, muốn chọn người thay thế tôi, tôi đề nghị tướng Đồng Văn khuyên, lúc ấy đang giữ chức tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục tiếp vận. Tình hình chiến sự trong ngày ông Dương Văn Minh nhận chức Tổng thống. Tình hình chiến sự trong ngày 28 tháng 4 năm 1975 ghi nhận nhiều diễn biến dồn dập. Cộng quân đã tung thêm lực lượng áp sát vòng đai Sài Gòn. Tại Bình Dương, sau khi đã đưa một sư đoàn vào khu Đông Nam và tấn công vào các khu vực Phú Giáo, Tân Uyên, Cổ My, Cộng quân đã điều động hai sư đoàn thuộc quân đoàn một Cộng sản Bắc Việt tiến sát đến các tuyến phòng tuyến do các trung đoàn 7, 8, 9 của sư đoàn 5 bộ binh. Trong các trận đánh tại Bình Dương vào 10 ngày cuối của tháng 4 năm 1975, Nổi bật nhất là trận biến sắn giữa sư đoàn 5 bộ binh và một sư đoàn chủ lực quân đoàn một của Cộng quân. Cộng quân muốn chiếm biến sắn để từ đó chọc thùng mặt đông của tỉnh Bình Dương và mặt tây của tỉnh Biên Hòa, nhưng đã bị sự kháng cự mãnh liệt của sư đoàn 5 bộ binh, Cộng quân bị tổn thất nặng. Cũng trong ngày 28 tháng 4 năm 1975, căn cứ không quân Biên Hòa bị pháo kích dữ dội. Theo tài liệu của Đại tướng Cao Văn Viên, Tất cả các phi cơ tại căn cứ này đều đã được rời qua phi trường Tân Sơn nhất hay xuống phi trường Trả Nóc ở miền Tây. Sư đoàn 3 không quân bắt đầu phá hủy những phương tiện còn lại trong căn cứ biên hòa. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, Sư đoàn 5 bộ binh tử chiến. Sư đoàn 5 bộ binh tử chiến tại Bình Dương. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, sau khi chặn đứng được đợt tấn công tại khu đông tỉnh Bình Dương, sư đoàn 5 bộ binh đã từ chiến để đối đầu với hai sư đoàn cộng quân từ hướng Trân Thành, An Lộc. Trước tháng 4 năm 1975, phòng tuyến chính ở An Lộc và Trân Thành do hai liên đoàn biệt động quân, hai tiểu đoàn địa phương quân án ngữ. Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, trước áp lực của cộng quân, lực lượng biệt động quân đã rút từ An Lộc về hợp cùng các đơn vị địa phương quân Nghĩa quân của Trân Thành lập phòng tuyến mới tại Nam Trân Thành và đã chống trả quyết liệt các đợt tấn công của địch quân muốn chọc thùng phòng tuyến này. Trận chiến tại Vũng Tàu Tại phòng tuyến Vũng Tàu, căn cứ Cát Lở và trung tâm huấn luyện Chí Linh bị pháo kích. Thiếu tướng Nguyễn Duy Hình, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh kiêm tư lệnh mặt trận Vũng Tàu, đã ra thông cáo thiết quân luật từ 19 giờ đến 6 giờ sáng. Cụ Trần Văn Hương bản giao chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cho ông Dương Văn Minh, Chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975, tại dinh độc lập, cụ Trần Văn Hương trao quyền tổng thống Việt Nam Cộng hòa cho ông Dương Văn Minh theo quyết định của Quốc hội Việt Nam Cộng hòa trong phiên họp chiều ngày 27 tháng 4 năm 1975. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.